Chào quý khách hàng thân mến, chúng tôi rất hân hạnh được chào đón quý khách tại giao nhật Anniversary World. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để quý khách có thể mua hàng từ cửa hàng của chúng tôi trực tuyến. Bước 1, khám phá sản phẩm hãy bắt đầu bằng việc khám phá các sản phẩm chất lượng cao mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có sẵn một loạt các loại giao nhật bản với đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và chức năng. Quý khách có thể tham khảo danh sách sản phẩm trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Bước 2, tư vấn và hỗ trợ nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự tư vấn, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy liên hệ với chúng tôi qua phương tiện liên lạc được cung cấp trên trang web như số điện thoại, Facebook, Zalo. Đội ngũ của chúng tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của quý khách. Bước 3, lựa chọn và đặt hàng khi quý khách đã tìm hiểu và quyết định mua sản phẩm, vui lòng thêm sản phẩm vào giỏ hàng trên trang web. Sau đó, quý khách có thể điền thông tin giao hàng và chọn phương thức thanh toán. Bước 4, thanh toán chúng tôi cung cấp 3 phương thức thanh toán chính để đảm bảo sự thuận tiện cho quý khách. Một, quý khách có thể thanh toán bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ Visa, Mastercard, hoặc các loại thẻ khác sau khi đã bỏ sản phẩm vào dở hàng và đi đến bước thanh toán 2. PayPal Quý khách cũng có thể sử dụng tài khoản PayPal để thanh toán sau khi đã bỏ sản phẩm vào dở hàng và đi đến bước thanh toán 3. Chuyển khoản ngân hàng, nếu quý khách muốn sử dụng phương thức chuyển khoản ngân hàng sau khi đã bỏ sản phẩm vào dở hàng và đi đến bước thanh toán. Bước 5, xác nhận và giao hàng sau khi thanh toán thành công, quý khách sẽ nhận được xác nhận đơn hàng cùng thông tin vận chuyển. Chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng đến địa chỉ mà quý khách đã cung cấp trong thời gian ngắn nhất cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm tại giao nhật Anniversary. Chúc quý khách có trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận lợi và hài lòng. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin được cung cấp trên trang web. Trân trọng!